Cho nên một đại đội khoảng 150 là lính á, nhưng mà khoảng chừng được 10 người là đủ kỹ thuật để đánh được rồi. Còn hầu như là đi phục vụ là chính. Đấy. Khi mà mình tuyển vào cái đặc công nước này thì mình lựa ở trong quân đội. Vâng, trong quân đội. Thế thì là cứ lựa ra và ai đủ điều kiện thì chuyển sang. Đúng rồi. Cái có thể là trong quá trình lựa. Trước tiên phải lựa lai lịch trước. Dạ. Cái nhân thân trước. Dạ. Nhân thân mà hơi lộn xộn mà không có đưa vào đó được. Chắc chắn rồi. Đấy. Vì giờ cái đó là vì đơn vị đặc công thủy cũng như đặc công khô là dạ. Tiểu đội 3 người à. Mà một trung đội có khi có 12 người thôi. Dạ. Chứ không như bộ binh là mấy chục. Dạ. Thì cái tính dứt khoát và tính can đảm nó phải có. Dạ. Can đảm xuất phát từ nhân thân ra. Dạ. Là cũng ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề quá trình là quyết định chiến đấu. Dạ. Thì trong cái đó thì thứ hai là trong thời gian huấn luyện trộm phải bỏ bớt, thải bớt về số mà nó không được, không đảm bảo, không phải nhân thân mà tốt rồi vô đó tốt hết đâu, đâu phải. Dạ, dạ. Thứ ba trong đánh nhau, khi mà ra chiến trường mà đánh qua cái huấn luyện dạ. Để cán bộ đại đội biết được ai là kỹ thuật đánh được và ai kỹ thuật không đánh được, chứ không phải như anh bộ binh là ai cũng đánh được hết. Nhưng là bên đặc thủy nó khó chỗ đó. Nhiều người là đi xuống cứ đi huấn luyện cả năm trời nhưng mà xuống cứ cái ống cứ quay tròn hoài à. Vì cái đấy tay phải bao giờ mạnh hơn tay trái. Ừ. Nếu mà anh xuống không kỹ thuật, không khéo thì tay phải nó cứ quay tròn hoài. Đâu có vô được tới, đâu có vô được tàu, đâu có vô được chân cầu đâu. Và phải có kỹ thuật. Ví dụ như là bơi của mình là quát ba cái tay phải thì cái này bên này là phải bốn cái. À, là trong huấn luyện người ta chỉ vậy nhưng nhiều người cũng không làm được. Đấy, thì làm sao mà luôn luôn là cái mục tiêu là mình phải luôn luôn là đi tới. Cái nguyên tắc tàu đầu nó có một cái đèn, bao giờ có một cái đèn cảnh giới. Cái đèn đó là cái cơ sở để các chiến sĩ mình đi tới tới đích. Ngay mũi tàu có một cái đèn, nó đậu luôn luôn theo nước sôi mà nó có cái đèn đầu trên tàu nào vậy. Thì mình từ cái đèn đó là mình xuống nước là mình thấy cái đèn. Khi vào khoảng cách khoảng 60-70 mét là ta thấy cái đèn này lấp loáng là biết cái đèn. Nhiều khi anh em đánh không được là do từ gió, không thấy đèn, không thấy đèn anh em không thể vô mục tiêu được. Này cho giống nên như là trời đang cái thuyền ấy. Gió quá là không đánh được, khó đánh. Thế tôi cách khoảng 100-150 mét là lặn rồi. Bơi khi cách cái tàu 100-150 mét là phải lặn chứ không? Là đi bằng ống thả. Ta kêu ống thở chứ thực chất là ống thả. Là đi vào tiếp cận vào mục tiêu. Bác ơi, trong khi mà mình bơi lặn như thế là mắt mở chứ ạ? Phải mở hết chứ. Uh-huh. Mắt mở toàn bộ. Em hỏi thêm, tức là phải tuyển lựa rất kỹ thì mới có được một chiến sĩ đặc công nước. Đúng. Cái chế độ sinh hoạt ăn uống của trong đặc công mình không, tức là trong cuộc chiến ấy, khi mà đã trở thành chiến sĩ đặc công nước rồi ấy, thì cái chế độ tiêu chuẩn có khác với anh em bộ binh không, có được cao hơn không? Chắc lúc vào chiến đấu thì chắc cũng không có gì là cao cả. Trong huấn luyện thì cao hơn á, nhưng vô đây thôi có gì ăn nấy thôi chứ y như mỗi chiến sĩ khác. Đấy, đâu có học cái chế độ không hơn được. Và mình đi như thế thì em thấy ví dụ như là như cái hôm mà mình đánh ở cái đồn Tà Cú ấy, thì sau khi đánh xong là các bác còn nằm hầm lại để kiểm tra. Đúng. Vâng. Vậy thì cái mình ăn bằng cái gì trong cái thời gian? Là có đường khô. À, có bằng khô mình cái tàu này không phải là không có cái này là nó có xôi phơi khô, xôi đậu phơi khô, à. Có bình kín nào hoàng. Rồi chỉ có chế nước vô là nó thành xôi thôi. Mình chế bằng nước gì biết không? Chế nước sông. Uh-huh. Cho nước sông ướt xong vắt lại. Nó ngấm ra thành xôi. Thành xôi ăn thôi. Nếu đánh nhau đều phải mang cái đó đi theo hết. Để trường hợp trục trặc mà nó không về đơn vị được thì phải có cái đó để mà sống. Là tối thiểu là 3 ngày ạ. Bằng xôi ăn 3 ngày luôn. Xôi mà. Bác ơi, mình chế bằng nước sông ăn vậy xong có vấn đề gì không ạ? Không, tặng như là lính hồi đó là bụng dạ ai cũng tốt hay sao? Chắc thế.
chắc không đến nỗi như giờ chắc chắc giờ bây giờ hơi tí là ngộ độc thực phẩm đúng không ạ? Mới ăn sơ sơ là sẽ dính rồi. Hoặc có thể là ngày đấy nước sông nó cũng lạnh. Nước sông ở đó thì cũng không có, chắc không có ô trường môi trường như bây giờ đâu. Nước sông ở đó sông Vàm Cỏ là một bên xanh bên đục á. Tại sao ạ? Cái nguồn gốc này của tôi cũng không biết nữa, mình chưa hỏi thêm. Nó một bên trong và bên đục á, cho nên về cá có cây đó đó. Không. Bộ đội mình thì thích nước đục hay thích nước trong ạ? Trong chứ, nó phải uống thôi chứ. Nhưng mà nếu mà nước trong đục thì nó dễ phát hiện ra. Không có, thì mới thấy mới mình nó dễ phát hiện mình, nhưng mà mình đi đêm mà nó phát hiện ra được. Hầu chủ yếu là đi đêm. Đánh nhau vào đêm rồi, không đánh nhau vào ngày. Thì mới cần cái đèn. Chứ cần nước đục đâu có thấy mục tiêu của đánh, đúng không? Bác ơi, cái trận Tà Cú mà khi mà bác đục để lấy chỗ áp mìn vào ấy, sau đó các bác cài bao nhiêu phút? Tôi cài 15 phút. 15 phút à. Mình sợ nó lâu quá nó phát hiện được. Dạ. Và tôi rút 15 phút mà ra tôi mới có ra chưa kịp đào hầm là nó đã nổ rồi. Dạ. Chưa kịp để thằng nổ nó sẽ lên, lính bo lên. Nó tăng cường dữ dằn đó. Trong cái đồn nó không có là dàn bo bảo vệ mà. Dạ. Nó sẽ quần cho nên là tôi đã rút 15 phút. Nhưng mà đánh xong mà lại quyết định ở lại bám trận địa để kiểm tra cái kết quả của mình thì em nghĩ là quả thật là một cái quyết định táo bạo. Để cho trung đoàn cho bất ngờ thôi. Thứ hai mình chủ yếu là mình biết là cái kết quả của mình. Dạ. Trong vòng một số phút nhất định chúng ta đã biết về không chỉ là về một chiến sĩ đặc công mà còn biết những cái rất là cơ bản của người đặc công nước trong những trận đánh. Thế và một điều cũng khá là đặc biệt là khi mà đến một cái thời gian nhất định, ở một cái thời điểm nhất định thì bác lại chuyển sang làm thanh niên xung phong. Bác có thể biết vì sao mà bác lại được tổ chức chuyển sang thanh niên xung phong không thưa bác? Trong hồi quân đội thì nó tuyển một số cán bộ mà sĩ quan không cho phục viên mà ở lại quân đội, thì nhà nước mới cử đi học lớp quản lý hành chính của cấp phường xã. Tôi tham gia cái lớp người ta gọi là lớp chuyển ngành, tham gia lớp đó. Cái học lớp chuyển ngành xong 2 tháng, học xong cái lớp chuyển ngành thì về cái ban tổ chức thành ủy, ban tổ chức thành ủy mới phân công là về xây dựng kinh tế mới. Đấy, thì đầu tiên tôi kéo 300 quân có nam có nữ lên xây dựng nhà cửa cho dân kinh tế mới. Hồi đó là vào năm tháng 6 năm 76. Sau đó tôi về một làm thời gian là 4 tháng qua đơn vị khác, khoảng 1.000 quân luôn. Yeah. Của quận Phú Nhuận. Yeah. Tôi làm ở thời gian thì đi học sau này tính thành lập nông trường sau này. Yeah. Về làm giám đốc phong đốc nông trường sau này, nhưng mà sau đi học giờ thì về là đánh cải tạo quân tư nghiệp này, đánh tư bản này. Chắc cái này thiếu quá, đảng viên lương từ 73 đồng trở lên là rút quân về hết. Về cái thì tôi đấy, tôi chuyển về bên ngành giao thông vận tải và sẽ làm tới bây giờ luôn. Bác ơi, cái lúc mà bác làm sang thanh niên xung phong mà lên làm kinh tế mới là làm vùng nào bác? Vùng Dinh Điền, nay là huyện Đồng Phú à? Nay nhưng nó kêu là Đồng Xoài và Phú Giáo, là Phú Giáo ngày xưa là huyện Phú Giáo. Dạ. Tỉnh nào đó? Tỉnh Sông Bé ngày xưa, bây giờ là Bình Dương. Bên này nay nay bây giờ nay bây giờ nó chuyển Bình Phước, nay chuyển về Bình Phước rồi đó. Bây giờ là Bình Phước. Dạ. Vùng Dinh Điền. Dạ. Tôi vào vùng Dinh Điền 2, Dinh Điền 1 và Dinh Điền 2 của huyện Phú Giáo hồi đó. Sau khi bác chuyển về làm giao thông vận tải thì những cái, tức là cái mình là một người lính mà trở về sau cuộc chiến
thì bác trở về bác làm cái giao thông vận tải thì cái vốn liếng về xã hội ấy, khi mình hòa nhập với một cái cuộc sống dân sự nó có khó khăn gì không thưa bác? Về bên từ một tầng là ông là người lính mà chuyển ngành qua bên dân sự thì cũng có học được nhà nước đào tạo cơ bản một số cái mặt về công tác quản lý, nhưng mà về cũng gặp khó khăn. Thứ nhất về cái trình độ, mình hồi đó bộ đội mà văn hóa thì có lớp 7 Hà Nội Thao Bác thôi. Đấy, thì vô đây thì chưa có trình độ, nó cũng không có đủ. Cái thứ hai là cuộc sống với dân ở miền Nam này nó không phải như miền Bắc mình. Nó có những cái mà nó nặng về lịch sử rồi. Nhiều khi mình cũng dễ lầm. Cho nên luôn luôn bản thân mình là lính ra được tôi luyện trong quân đội, cho nên là luôn luôn cảnh giác, cho nên từ đó tới cái ngày ấy xong thì còn chưa đến nó chưa bị cái gì mà gọi là nặng nề đối với tổng công tác quản lý của mình. Dạ. Thì tôi qua chuyển về ngành vận tải, tôi làm đội trưởng đội xe. Dạ. Sau khi mà giải thể cái đơn vị nhà nước, tôi chuyển về cái kinh tế tư nhân á, thì về tôi làm là phó chủ nhiệm. Hiện nay đổi cái doanh nghiệp nó đổi thành ấy, hôm nay là phó giám đốc ở đây. Nó đổi cái tên doanh nghiệp từ là ban chủ nhiệm thành ban giám đốc. Như vậy thì năm nay bác bao nhiêu tuổi thưa bác? Năm nay cái tuổi giấy tờ á, dạ, thì năm nay là sinh năm 51. Còn cái tuổi thật á là sinh năm 47 rồi. Tại hồi đó tại do học không ấy, quá tuổi không học được, và bắt hồi đó là quá tuổi không được học là cấp 2 ạ. Có làm cái giấy lại. Năm 47 thì năm nay là 70 tuổi. Năm nay 70 đó, dạ. Tuổi ta 71 rồi đó. Bác ơi, thế 70 tuổi mà mình không về hưu vẫn cứ làm à bác? Cái này thì này là doanh nghiệp hợp tác xã. Là dân bầu. Niên hạn 5 năm một lần. Do cái xã viên nó bảo lên trúng thì làm, chứ nó này bên cái hợp tác xã nó không quy định về cái tuổi. Ở đây cái bến xe của mình thì nó chạy những tỉnh nào bác? Nay tôi chạy tỉnh Tây Ninh rồi Bình Dương và Đồng Nai, có 3 tỉnh thôi. Này xe buýt mà chủ yếu là nội đây nội. Xe buýt ạ? Tôi là làm bên xe buýt mà. Dạ, chứ không có phải là bên xe khách đường dài, xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh. Em thấy rằng là có một cái điều cũng rất là đáng mừng, tức là khi mà gặp các cựu chiến binh ấy, thì em thấy ở độ tuổi 70 và thậm chí đến 80 các cụ vẫn rất là minh mẫn và cũng có một cái sức khỏe mà khá là đáng thán phục. Và em cũng cứ suy nghĩ là tại sao ngày xưa khi mà đi chiến đấu ấy, thì cái cuộc sống vật chất nó kham khổ, nó vất vả như thế mà sức khỏe của các cụ lại ổn định như vậy. Phải chăng nó là rèn luyện bác? Đúng, có thể là do rèn luyện. Dạ. Rèn luyện là chính. Ví dụ như hiện nay tôi rồi sáng phải tập xe đạp cũng là 7-8 cái số. Dạ. Sáng sớm 4:30 dậy đạp tới 5:30 giờ. Ngày nào như ngày đó. Để cái đó thực chất ra ngày nào mày không đi tập làm những người nó cũng hơi mệt. Đi tập nó quen, không đi được là nhớ. Cho nên là thường thường là phải tập thể rèn luyện thôi, thể thao chính là thì sức khỏe mới có. Dạ. Thế còn một cái nữa là ở trong quân đội thì thời gian được chia theo những cái mốc của công việc theo tiếng kẻng trong thời hình, còn trong thời chiến thì là những trận đánh. Như bác thì em nghĩ chắc là cứ liên tục đi trinh sát này, xong về lên kế hoạch này, xong tổ chức chiến đấu này, xong có thể là nghỉ nếu như chưa có mục tiêu mới. Đúng. Nhưng nếu có mục tiêu mới thì lại tiếp tục đi trinh sát, đi tiếp lại chiến đấu, đúng không ạ? Đúng. Và nó cứ liên miên như thế. Nhưng mà cái tính tổ chức khoa học ấy, thì em nghĩ nó rất là cao. Cho nên khi mà bác ra ngoài và tiếp xúc với như bây giờ thì các cháu nó có nó là một cái nền văn minh nữa rồi. Tức là các cháu nó lên thì nó có học, có hành, cho nên nó cái tính khoa học nó cũng khá. Nhưng em nghĩ chắc không thể bằng bộ đội được. Như ngày trước, cái ngày mà bác mới về đấy, thì bác ra bác làm ở cái vận tải này này.
thì những cái người không phải là bộ đội thì cuộc sống họ sẽ tự do hơn đúng không ạ? Thì cái thích nghi chắc khó khăn đúng không bác? Khó, dạ. Khó lắm. Dạ. Chứ không phải dễ như vậy. Dạ. Là nhiều người ta nghĩ là đi ra làm kinh tế nó thoải mái hơn, không phải như vậy. Dạ. Nó còn khó khăn hơn trong con độ nhiều. Dạ. Nhưng mà ra làm kinh tế phải có một cái bản lĩnh. Dạ. Chứ không phải là ai cũng làm được. Như nhiều bạn tôi làm bây giờ là cũng dính này dính kia rồi, này kia đó. Dạ. Phải luôn luôn là xác định. Thì mình là trưởng thành từ cái đào tạo từ môi trường quân đội trong chiến tranh. Vừa là đảng viên Đảng Cộng sản thì mình luôn luôn phải giữ cái vai trò và trách nhiệm đối với Đảng, đối với dân và đối với gia đình và bản thân mình để luôn luôn phấn đấu. Chứ không một cái vì một cái vật chất nào đó đi ra ngoài xã hội hiện nay đối với kinh tế cái vật chất nó có thể nó làm mờ con mắt của mình đấy. Nhưng là riêng tôi giữ được cái phong cách đó. Cho nên cũng không đến phải cái gì đến nhà Đảng nhà nước phải đụng chạm tới mình cái lo việc của mình làm. Đã. Như vậy em hiểu cái từ bản lĩnh ấy. Lúc đầu em nghe bản lĩnh là em chưa hiểu, nhưng đến cuối cái câu chuyện vừa rồi của bác thì em hiểu bản lĩnh có nghĩa là phải tự đấu tranh với chính mình, đúng không? Vượt qua những cái cám dỗ. Đúng. Đã. Mà bây giờ người ta nói rất nhiều đó chính là tham nhũng. Đúng. Tham nhũng rồi hối lộ này kia đấy. Đúng là một người lính chiến đã từng vào sống ra chết, nhưng cho rằng là trong cái thương trường bây giờ lại phải rất cần bản lĩnh, thì chúng ta có thể hiểu được là cái tự đấu tranh để vượt lên trên cái tham lợi cá nhân nó khó khăn đến như thế nào. Bác có muốn chia sẻ gì với cái thế hệ trẻ ngày nay không bác? Điều gì theo là bác tâm huyết nhất với hiện nay á, dạ. Theo tôi á, cái lớp thế hệ trẻ hiện nay cái điều quan trọng nhất là phải học tập rèn luyện noi gương những cái người tiền bối ngày xưa cái đấu tranh bảo vệ đất nước, ngày nay là bảo vệ xây dựng đất nước, vừa bảo vệ xây dựng. Thì lớp trẻ hiện nay trình độ so với các bác các chú ngày xưa là cao hơn nhiều, hiểu rộng nhiều, nhưng không nên vì cái hiểu rộng nhiều mà đi lệch hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Và trẻ phải cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước, cho nhân dân. À, rất là cảm ơn bác. Câu chuyện chiến đấu của chúng ta thì có lẽ tạm dừng ở đây. Và bây giờ thì Win Việt Nam muốn được chuyển sang một cái chủ đề nữa, đó là chủ đề của người lính trở về sau trận chiến. Ở đây thì là không phải về câu chuyện làm ăn nữa, mà thưa bác có hay tiếp cận với những cái thông tin kiểu như là ngoài cái hệ thống chính thống như là đài Tiếng Nói Việt Nam, về đài của thành phố và các hệ thống truyền thông bằng như qua hệ thống vô tuyến truyền hình ấy, thì ngoài ra bác có tham gia, có xem những cái ví dụ như mạng xã hội, những cái kênh này kia ở trên mạng không? Không, lúc ra thì nó ngay cũng không có điều kiện. À, dạ. Nó thiếu điều kiện. Dạ. Nên chủ yếu là theo thời sự. Dạ. Với là chương trình quân đội. Dạ. Với an ninh kinh tế và an ninh này kia. Dạ. Nhiều khi cái đó cũng là cái học hỏi. Dạ. Để cho mình trong quá trình làm việc và phấn đấu của mình. Dạ. Bác ơi, cái hoạt động của cựu chiến binh mình ấy thì ở đây bác có tham gia không? Chắc có. Có tham gia cựu chiến binh. Dạ. Địa phương. Dạ. Và cái hội chiến binh, hội cựu chiến binh của mình thì hoạt động thì theo bác là nó có hữu ích không? Có, cái hội cựu chiến binh thì rất chi là hữu ích đó. Dạ. Thứ nhất là về cái hỗ trợ giúp đỡ trong phát triển kinh tế của các gia đình hội cựu chiến binh. Thứ hai là chăm lo đời sống tinh thần và cũng có vật chất và những người là già yếu lớn tuổi gặp khó khăn trong hoàn cảnh kinh tế trong gia đình. Thứ ba là sinh hoạt trau dồi đạo đức cách mạng thêm. Dạ. cho trong cái tập thể của cựu chiến binh. Từ đó để giữ cái lòng tin đối với Đảng, với nhà nước mình. Dạ.
một người đã hoàn thành nghĩa vụ đối với đất nước và ở tuổi 70 rồi nhưng vẫn cho là vẫn phải tiếp tục trau dồi thêm. Đấy. Thật là một cái suy nghĩ rất là tích cực. Và cháu nghĩ là, em nghĩ là các cái thế hệ sau quả thật là cần phải hướng đến các tiền bối. Và có một điều này nữa, nhiệm vụ lịch sử của thế hệ cha anh chính là thế hệ các bác, đó là gìn giữ độc, đòi lại độc lập tự do của đất nước, giành cái thống nhất non sông và đánh đuổi giặc xâm lược. Thì cái nhiệm vụ lịch sử đó các bác đã hoàn thành rất xuất sắc, đưa non sông Việt Nam về một mối và sạch bóng quân xâm lược. Ngày nay thì cái nhiệm vụ lịch sử là xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh và dân giàu nước mạnh. Thì chúng ta đang có cũng không ít vấn đề, trong đó thì đang nổi lên, bác hay theo dõi thời sự thì bác biết, đang nổi lên về vấn đề tham nhũng. Và nhiệm vụ của Đảng thì hiện nay là đang có một cái gọi là chương trình hay kế hoạch cũng được, chống tham nhũng rất là quyết liệt. Chắc chắn là những cựu chiến binh như bác Tạo thì rất quan tâm về vấn đề này. Thì bác có thể chia sẻ cái suy nghĩ của bác, tâm tư của bác đối với công cuộc, ta phải gọi là công cuộc chống tham nhũng của Đảng và nhân dân ta hiện nay không, thưa bác? Theo tôi thì chính sách chống tham nhũng của Đảng và nhà nước tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng tình. Nhưng mà tôi thì cũng có một cái băn khoăn là cứ năm nay tới năm nọ tới năm kia, cái tham nhũng vào những người mà có quyền có chức làm ảnh hưởng rất lớn đối với sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Cái chương trình đó tôi cho là rất hay và làm liên tục và làm rất kiên quyết để gạt bỏ những cái phần tử làm hại dân hại nước, mà để cho đất nước mình nó không còn những cái đó nữa. Là tất nhiên trong chiến dịch chống tham nhũng, chương trình chống tham nhũng gian nan và gian khổ, nhưng đối với Đảng nhà nước cần kiên quyết chứ không có dung túng những cái trường hợp đó, để cho tôi có ý kiến như vậy đó. Dạ. Dạ. Và bác có bao giờ bác giảm sút lòng tin không khi mà bác nhìn thấy, tức là mình theo dõi, mình thấy cứ công khai dần những cái vụ tham nhũng nó lớn như vậy, có bao giờ bác giảm sút lòng tin và bác cảm thấy là mình đi chiến đấu hy sinh không kể đến xương máu, không kể đến tuổi xuân, nhưng mà đến bây giờ thì chính quyền đã điều hành một cách chưa đạt được cái nguyện vọng của nhân dân và chưa đạt được cái khao khát khi mà mình giành độc lập tự do cho đất nước, thì có bao giờ bác giảm sút lòng tin hay là thất vọng không, thưa bác? Có, tôi có đôi lúc giảm lòng tin đối với Đảng. Dạ. Vì là cái tham ô lãng phí rất chi là lớn, như Đảng ta chưa kiên quyết ở một số trường hợp có chức có quyền. Dạ. Cho nên là đôi lúc cũng phải giảm cái tin tưởng đó. Dạ. Nhưng sau khi rồi được các đồng chí đi học rồi nghị quyết này kia nọ trau dồi trở lại. Dạ. Thì mình cũng có phần nào. Dạ. là tiếp tục là phải tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Dạ. Và tới hiện nay tôi thấy là Đảng cũng đã làm, đang quyết liệt. Dạ. Và hiện nay tôi cũng rất chi là mừng là. Dạ. Lôi ra những cái một cái nhiều cái vụ án rất chi là ghê gớm. Dạ. quá lớn, tôi nói nhiều vụ án quá lớn luôn. Thì tôi cho Đảng hiện nay đang kiên quyết, thì tôi cũng đồng tình và đề nghị là liên tục và phát huy được cái này để làm cho tốt hơn. Dạ. Em một lần nữa xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình của Uyên Việt Nam và đã cho những ý kiến mà em nghĩ là kể cả chuyện xưa lẫn chuyện nay, tức là để cho lớp trẻ có thể hướng về lịch sử, nhìn về lịch sử, biết cội nguồn của mình để phấn đấu hướng tới tương lai. Và cái nhìn của bác thì em thấy là cũng đặc biệt biện chứng, có những khi mình đã cảm thấy giảm sút niềm tin, nhưng mà thực tế thì cũng đã để cho mình có những cái hy vọng. Và hy vọng là các bạn đang theo dõi chương trình thì không phải chỉ có cựu chiến binh, mà chúng ta cũng đều có được cái nhìn tích cực như vậy để cùng nhau xây dựng đất nước, để có một nước Việt Nam hùng cường. Làm sao mà khi bạn bè thế giới nghĩ đến Việt Nam, nhắc đến Việt Nam
thì không chỉ nghĩ về những cuộc chiến tranh chống xâm lược nữa, mà nghĩ đến một Việt Nam trỗi dậy. Và tôi cũng rất là mong được như vậy. Xin cảm ơn bác. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.